Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây giống dừa sim xanh lùng nha. Cây giống của bên trung tâm cây giống này, Ly sẽ quay hình thức cây giống cho quý bà con chúng ta cùng xem. Cái lô này thì Ly sẽ ương mộng lên là được 40 cm tới 50 cm à. Đó, cây được 3 lá với 1 đọt. Nè, 1 tàu lá, 2 tàu lá, 3 tàu lá, thêm đây 1 đọt nữa là 3 tàu lá, thêm 1 đọt nữa ha. Cây như thế này là vừa trồng luôn rồi. Dừa thì bên Ly để dừa trần giống như thế này nè, giao hàng cho quý bà con chúng ta ha. Khi mà quý bà con chúng ta thấy cái rễ dừa chỗ này nè, thì mình lấy cái kéo mình cắt sát vô trái dừa rồi mình trồng. Tại vì cái rễ này Ly để trực tiếp cái mặt đất á, thì cái rễ nó sẽ bị chai rồi, nên quý bà con chúng ta cắt rồi mình trồng, kích thích cây rễ mới thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Còn anh chị để cái rễ này mình trồng nè, cái phần này nó sẽ bị chai á, nên nó lâu bám vào đất lắm, mình cắt ha. Dừa sim xanh lùng mình uống nước nó rất là ngọt và trái nó rất là sai nha. Một quả dừa có thể là từ 10 đến 25 trái. Mà mỗi tháng thì mình có thể là bán được một buồng trên một cây dừa. Trồng dừa thì trái nó sẽ ra quanh năm, trái nó ra xuyên suốt. Một năm thì có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa thì cái sản lượng trái trên cây của mình nó nhiều nhưng mà giá nó sẽ rẻ. Còn mùa nắng thì sản lượng trên cây của mình nó sẽ ít nhưng mà giá nó được cao hơn một tí xíu ha. Có lúc thì mình bán tại vườn là 4.000 trên một trái, có lúc là 5.000, thậm chí là có lúc 6 đến 7.000 trên một trái luôn. Những cái công ty người ta thu mua về, người ta gọt ra ha. Xong rồi người ta đóng cái khoen ngay chỗ cái mắt á đó. Đó, người ta xuất khẩu đi nha. Dừa thì được xuất khẩu chính ngạch rồi. Cô chú anh chị này, chúng ta muốn trồng hướng xuất khẩu nè, có trái quanh năm nè, thì mình có thể là tham khảo về giống dừa. Dừa thì bên Ly đang cung cấp nhất là dừa sim xanh lùng, thứ hai là dừa đỏ Mã Lai. Còn cái dòng thứ ba nữa thì không được xuất khẩu nhưng mà tiêu thụ tại Việt Nam của mình, người tiêu dùng rất là chuộng, đó chính là dừa dứa Thái nha. Dừa dứa mình uống vô cái hương á, cái hương thơm nó tỏ ra rất là thơm, giống như cái mùi dứa vậy đó. Nhưng mà dòng của Ly đang cung cấp là của Thái ha, nên cái trái nó sẽ thơm hơn, cái hương dứa nó sẽ thơm hơn một tí xíu so với dòng Việt Nam của mình. Dòng Việt Nam của mình để trái nó già, thiệt là già, uống nó mới thơm dứa. Còn cái dòng của Thái á, thì mình uống thì nó sẽ tỏ ra cái hương thơm nó nhiều hơn đó. Đây là cái lô dừa sim xanh lùng mà Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta đây nha. Đó, bên đây là dừa sim xanh lùng nè, cây rất là lùng nha. Cái thân, cái bụng của cây nó rất là nhỏ nên cái cây nó rất là lâu cao. Anh chị này, chúng ta muốn trồng thì cứ việc alo ngay theo hai số hotline hiện trên màn hình nè. Đó, đây là lô dừa nè. Đó, bên kia nữa kìa ha. Lô này rất là đẹp nha. Anh chị này, chúng ta quan tâm thì gọi ngay theo hai số hotline hiện trên màn hình. Bên Ly tư vấn kỹ hơn cho quý bà con chúng ta. Rồi, mình là Ly. Xin chào và hẹn gặp lại.